Nào tư vấn gì, tư vấn gì? Buồn cười nhỉ. Muốn thử làm caster 23 thì có khó không? Dễ như chưa bao giờ được dễ luôn. Ok. Alo. Hola amigo. Chào anh em, tôi đây. Ngày tư tôi xuất hiện, tư xem cam kiểu đẹp lai ở đây rồi. Ngồi bên này, tôi mi ngồi là. Anh em nhào. Theo cái kiểu tức là khi nhắc đến bảo là về sau mà con mà về sau con cưới thì mẹ thích là con cưới người ở đâu thì mẹ cứ bảo là tao tất nhiên là tao không ép được mày, nhưng mà về sau mà tao thích mày phải cưới nó gần, đại ý là ở Hà Nội ấy. Còn bảo là đi xa một tí thì tỏ vẻ như vẻ như là không thích lắm, nhưng mà không thích thì sao, cái vấn đề là không thích thì sao, mình thích là được cơ mà. Tôi thì không nặng quá về cái vấn đề này. Trời ơi, có là kiểu Phnom Penh hay là kiểu thế nào đấy mà vẫn ngực 120 rồi eo 56 thì vẫn cứ là chơi hết luôn, rõ ràng luôn. Ngồi quê quán thì vấn đề gì đâu mà hôm nay tôi là cực kỳ gọi là khỏe mạnh để tôi ngồi đây đây. Anh em như nào đây? Cái này còn là tùy, nói chung là ngay cả gia đình của các bạn thì cũng thế thôi, chứ còn bảo là bây giờ bảo con có yêu một cô bé nào này lắm, nhưng mà cô bé này đến từ kiểu lũng cú hay là như nào đấy chẳng hạn đó. Thế bố mẹ có cho con cưới không? Tất nhiên là thường thì các bậc phụ huynh sẽ tỏ ra một cái ý đó là mình không được hài lòng cho lắm thôi. Nhưng mà thì sao? Cái vấn đề này thì sao? Bài rành á, mà có game bây giờ rồi. Bài rành cũng được, là sắp có game rồi mà. Ngực 120 vòng eo 56 thì có là đến từ hành tinh khác vẫn cứ là vợ tôi các bạn ạ. Cái vấn đề nói chung là chả hiểu tại tôi nha, đây là nó là dựa trên một cái quan điểm nó rất là cá nhân thôi. Là cái này thì tôi không có nghiên cứu sâu hay là như thế nào đấy, nhưng mà tôi có vẻ như là tôi cảm thấy rằng sau khoảng độ tầm 25 năm rồi sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, sau một quãng thời gian giao lưu với rất nhiều những cái vùng miền trên khắp cả nước, thì cá nhân tôi thấy là ở Hà Nội, ở thủ đô, thường thì cái lối suy nghĩ của người thủ đô theo như cái cá nhân tôi nhìn thấy là người ta không có kiểu bị kỳ thị vùng miền hay như cái gì cả. Tức là dù bạn có đến từ đâu thì vẫn chúng ta vẫn có thể chơi được với nhau. Nhưng có một cái nét đôi khi như tôi cảm thấy, tất nhiên là tôi đây là dựa trên quan điểm của tôi thôi, tôi không biết là tôi nói đúng hay nói sai, nhưng mà tôi cảm thấy hình như là ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái phần gì đấy nó kỳ thị. Chính xác là nói cụ thể là hình như là người thành phố Hồ Chí Minh bị kỳ thị người Hà Nội. Hình như là như thế. Sau những cái gì mà tôi đã được trải qua thử rồi, gần như cảm giác là kiểu như thế thì phải. Có bạn hỏi là chim nhỏ thì có cưới được vợ không? Thì cái câu trả lời cho cái câu hỏi này rất là đơn giản thôi. Cái việc cưới vợ ấy nó không liên quan đến chim nhỏ hay chim to. Đúng rồi. Cái việc giữ được vợ hay không ấy thì nó mới liên quan đến chim nhỏ hay chim to. Không, tôi nghĩ giữ vợ nó cũng không liên quan đâu. Giữ vợ thì liên quan đấy bạn ạ. Không liên quan đâu. Mục đích cuối cùng của chúng ta là gì? Làm nhau sướng thôi mà. Chứ còn nhỏ là nhưng mà vẫn làm nhau sướng được thì vẫn cứ là pro thôi. Không, cái này chả có gì gây world luôn. Đây là tôi đang nói trên một cái quan điểm cá nhân thôi. Cảm giác như là như vậy. Còn tôi thấy thì ở ngoài Hà Nội thì anh em khá là bình thường, cũng chả có kiểu phân biệt gì cả. Đấy là tất nhiên là trên cái quan điểm cá nhân tôi nhìn thấy thôi, chứ còn
tôi đang không khẳng định một cái vấn đề gì cả. Tôi đang cảm thấy là như vậy. Anh em có gì mà muốn phản bác lại không? Bởi vì đơn giản như là cộng đồng Dota 2, các bạn thử nhìn mà xem cảm giác như là những cái cuộc chửi nhau giữa cái công nhận là tức là theo cái tức là cái phát âm cũng như là cái ngôn ngữ mà người Hà Nội dùng thì nghe nó có phần trong cái lúc chửi nhau nghe nó khắc nghiệt hơn rất là nhiều. Cái lúc mà chúng ta văng tục chẳng hạn, nghe bằng tiếng Bắc thì nghe nó văng tục nó rất là dã man. Nghe bằng tiếng Nam thì nghe nó có phần đỡ đi, nhưng mà có thể cam đoan với các bạn là người miền Bắc, người Hà Nội mà anh em mà giả sử tức là có chửi nhau nó hơi bị kinh khủng quá một tí, nhưng mà mục đích của cái câu chuyện không đến mức nó như thế đâu. Thực ra theo như tôi thấy, như ở mình chơi game mà chẳng may gặp phải, như ở bình thường tôi chơi game mà gặp phải những người ở trong miền Nam ấy mà người ta có chửi mình ấy, thì thông thường là người ta chửi là kiểu đờ mờ bọn Bắc Kỳ. Đúng rồi. Chứ tôi chưa giờ tôi thấy có một ai đúng rồi ở ngoài Bắc mà chửi là đờ mờ Nam Kỳ. Đúng rồi, đây nó là một cái ví dụ Tomia nó đưa ra rất là chính xác đấy. Các bạn lên và xem kiểu phân biệt kiểu rap riềng, deep các thứ ở trên mạng mà xem vẫn thấy là kiểu đúng rồi, nó kiểu nó cứ Bắc Kỳ á. Còn tôi thì chưa thấy là có một cái khái niệm nó gọi là trong một cái vốn từ điển của chúng ta nó có gọi là Nam Kỳ hay Bắc Kỳ cả. Đúng rồi. Từ bé cho đến lúc chơi game. Đúng rồi. Đến lúc bị chửi là mấy thằng Bắc Kỳ thì tôi mới biết đến cái cụm từ đấy. Đúng rồi. Chứ còn từ bé là không bao giờ có nghe thấy ông bà, cha mẹ hay là bất cứ một ai kiểu anh chị em, đồng nghiệp thậm chí cũng chưa nghe thấy. Đấy, còn người ta nói đến những cái từ Bắc Kỳ, Nam Kỳ bao giờ cả. Còn ở ngoài Hà Nội này thì thường người ta chửi vui. Cho tôi thấy là người Hà Nội người ta rất là thích những người miền Nam luôn. Nhưng mà cảm giác là hồi xưa tôi gọi là có dịp vào Sài Gòn vài lần, mà cũng như là những cái vùng miền mà nó nói chung nó ở gần miền Nam, tôi chỉ có thấy là các cái em gái ở trong Sài Gòn là yêu quý tôi thôi. Còn các cái bậc phụ huynh mà già già hay là kiểu đàn ông con trai, cảm giác kiểu mình nói giọng Bắc, giọng Bắc ra mà where you from, I'm from Hà Nội cái là thôi, hỏng nó là nát bét luôn đấy. Cảm giác là như vậy. Đúng rồi, chửi nhau là ai bây giờ, nói chung là tôi thể gấp đến yêu thương nhau mà còn chưa xong mà cứ đi phân chia Bắc Nam làm cái gì, nghe chừng như nó có phần hơi bị phản động. Tốt nhất là đừng có như thế các bạn ạ. Đúng rồi, những cái liên này nó có vẻ như nó liên quan đến cái phạm trù lịch sử. Cái việc mà chúng ta nhắc cụ thể ra ở trên kênh thì nghe chừng như nó không được trình thống cho lắm. Thực ra nếu mà nói về cái vấn đề mà gọi là giọng Bắc nghe thế này, giọng Nam nghe thế kia, thì tôi khẳng định luôn là tôi chả thấy có vấn đề gì. Đúng rồi. Việc là bạn nói cái giọng nào cả. Đúng rồi, tôi còn trừ khi là bạn nói tôi không hiểu được thì tôi phải đúng hỏi rồi. Lại để bắt bạn nói lại cho tôi nghe thôi. Đúng không, bảo trừ phi tức là tôi không có ý xấu gì cả, nhưng mà công nhận là đúng là có với cái giọng Bắc của anh em mà nghe giọng Nam thì có nhiều cái là nó hơi khó nói chất, chứ còn ở Mỹ đi mô lắm quéo phái. nghe kiểu nó bị khó ấy. Chứ còn nếu mà chia sẻ thực sự thì tôi cực kỳ rất thích nghe những cái giọng các bạn nữ ở trong miền Nam nói luôn. Ủa, tôi bị thích các bạn nữ ở trong miền Nam đấy, nó bị dễ thương một cái dã man. Trời ơi, ăn đi đâu vậy nha? Ăn đi đâu vậy nha? Bóp chéo em. Anh ăn ăn đi đâu nha, xin lỗi em, ở ngoài Hà Nội anh gọi là bóp vù, chứ anh không gọi là bóp vều. Anh dỗ ăn đi đâu nhá, anh ra bóp vều, anh không ăn bóp vú, anh bóp vều. Lại Bắc đẹp hơn á, không ở đâu thì cũng thế thôi. Còn đã tôi là tôi có một cái nhận xét thì nó là kiểu người dù là ở ngoài Bắc hay là Nam thì con gái nó cũng đều xinh đẹp hết. Đùa. Các bạn nói đúng không? Trời ơi, anh đi đâu nhảy nhìn anh làm miếng nước rồi. Dạ, giờ bóp kêu em. Không, mình bóp vù. Không, các bạn có công nhận là tôi nói đúng không? Đấy, tức là bảo là ôi là với tư cách một cái chàng trai mà sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hà Nội thì tôi có thể khẳng định các bạn là nghe cái giọng Bắc thì đôi khi nó hơi bị khắc nghiệt ở trong cái câu nói. Nó giống kiểu như là các bạn ở trên kênh, các bạn thử hình dung nhá, cái việc mà tôi cũng chưa hình dung là cái việc mà có xích mích ở trong thành phố Hồ Chí Minh nó xảy ra là như thế nào. Giả sử bỏ hai người rất là căng thẳng nhé, đấu má thề luôn, đấu má. Tôi thề là giả sử tôi trong cái câu chuyện tôi đã không thấy sợ gì rồi, mà cái câu đấy mà dùng ra ở giọng Bắc thì nghe nó kiểu rất là căng thẳng luôn, ở mặt thành phố đó nghe nó căng thẳng hơn rất là nhiều. Nhưng mà nhìn chung lại tôi thấy là người miền Bắc người ta khá là hiền. Mặc dù đâu, nhưng mà đúng không? Đúng là cái gái miền Nam nó dễ thương hơn gái miền Bắc rất là nhiều.
thế luôn. Nhưng còn có bạn nào mà bảo gái miền Bắc dễ thương, tôi chả thấy dễ thương tí nào. Gái miền Bắc thì người ta không nói chuyện bằng lời, người ta nói chuyện bằng tiền. Và các bạn mới mở ví ra thôi mà, tôi 30 triệu cái cũng rồi. Chọn đêm nay. Đấy là chuẩn chưa, các bạn công nhận không? Bài này á, nhưng mà không biết là mấy giờ có game. Không biết là mấy giờ có game ý. Đấy 15 phút là có game rồi, thì tí nữa là nếu như mà có mấy khoảng thời gian nó trống trống đủ để tôi làm một game thì tôi sẽ ngay lập tức sang làm một game rồi. Đấy, hôm nay lại còn là 4 năm nữa, sợ là không có thời gian để đánh thôi. Chứ còn tôi bao giờ tôi tiếc các bạn đâu mà. Thích làm gì cũng được rồi. À, Công lại xoáy sang gái là Công lại thích nói chuyện gái đúng không? Ông thích nói chuyện gái gì nào? Lần trước thì ở trên kênh thì tôi cũng đã có một cái màn mà tư vấn tâm sự, tôi là kiểu là về kiểu tình yêu các thứ nó cũng liên quan đến gái gú. Thì hôm nay có ông nào có chủ đề gái gú thì mà cần giải đáp không? Tôi ở đây là tôi giải đáp ngay, thiên hạ vô địch luôn. Rõ ràng là tôi dễ thương hơn gái Sài Gòn. Thì tôi có khi là kiểu tôi vào thành phố Hồ Chí Minh là các chị ở trong đấy thì tôi là kết lắm luôn đấy. Trời ơi, nhậu chấu luôn, đủ nó gặp đâu ăn nhậu dễ thương vậy hả? Chỗ nó ăn cũng dễ thương, ở dưới của anh cũng dễ thương à. Đâu có vơ đũa cả nắm đâu, đây là đang nói ở đây là trên một cái phương diện, tức là tôi nhìn nhận tức là cái trải đời của tôi về những cái vấn đề như thế này thì nó có đôi phần là nó không được bao quát cụ thể. Chứ còn nếu như mà tôi là muốn khẳng định với các bạn một cái vấn đề gì đấy, tôi sẽ bảo là tôi khẳng định ngay. Nhưng mà công nhận là tôi thề, giả sử nếu như mà tôi, tức là tôi đang đánh giá luôn là tôi đang nói giọng miền Bắc ấy, thì nó có bị một cái đôi phần gì đấy mà nghe nó hơi bị kiểu, tức là nó bị căng thẳng quá. Giả sử mà thử hình dung một ngày, tức là tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam mà nói giọng miền Nam thì tôi nghĩ tôi sẽ còn funny hơn rất là nhiều so với thời điểm hiện tại. Bởi vì tôi nghĩ là cái lối đùa cũng như là cái hài hước của tôi mà nó được áp dụng vào giọng miền Nam thì tôi thấy rất là hay, đúng không? Phim trưởng Hồng Kông lại tổ đủ mà. Giờ mình mà tưởng tượng mình mà kiểu nói giọng miền Nam mà bây giờ mình đi tán gái thì như thế nào nhỉ? Cái từ cưa gái cũng như cái từ tán gái ở trong miền Nam, ở trong miền Nam thì chắc là vẫn dùng cái câu này đúng không? Không có thay đổi cái gì đúng không? Nó là hủy diệt luôn mà, các bạn nói rất là chuẩn. Gái miền nào là tốt nhất anh ơi? Tôi nói cái câu đấy nghe chừng có vẻ là nó hơi bị nó phạm trù, nó bao quát quá. Tôi cứ thấy gái Việt Nam là xấu rồi. tôi chỉ thấy các bạn gái nước ngoài dễ thương thôi. Cua gái ạ. Tổ em đẹp quá, cho ăn cua gái ạ, móc dẻo gái ạ, móc bùa gái. Tư vấn làm thế nào để chịch được nhiều gái ông ơi? Tôi đây, các bạn cứ nhìn tôi copy y hệt đấy này. Đấy, như vậy là chắc chắn là sẽ chịch được nhiều gái. Khẳng định các bạn là như vậy được. Nhưng mà tôi, cá nhân tôi vẫn thích chị em phụ nữ ở trong thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều, rất là dễ thương, cu tê. Cỡ bè là đẹp nhất. Thế đấy là những cái thành phần ung thư ở đây mà. Các bạn bảo nhìn miệng tôi to, tôi thề là tôi mà mắc binh há mồm ra thì các bạn chết sốc ở đây đấy, tôi nói thật đấy. Các bạn để mọi người còn xem game mà. Có người bảo là đen miệng ông này to thế thì phải khoe luôn miệng to. Thề luôn là miệng của tôi, và tôi thề tôi mà là sinh ra con gái tôi giàu lâu lắm rồi, tôi khẳng định các bạn luôn. Giờ này tôi sẽ đi làm nhạc công. Giống quá. Mọi người phải nghe được cái tiếng. Thừa. Hay mà. Nhạc công bảo tôi, bảo tôi mà là con gái tôi đi làm nhạc công ngay, rõ ràng luôn. Tết tết tết, nóng lạnh đầy đủ luôn. Hảo tư vấn tình cảm cho Tobia, thực sự là tôi chưa mà tôi hình dung ra
một cái câu chuyện đấy xảy ra ở trên đời luôn. Ví dụ như kiểu là tôi ngồi giao lưu với các bạn ở trên kênh mà đôi khi chúng ta không biết nhau thì nghe nó có vẻ nó hợp lý hơn so với cái việc là bảo đây ở đây tôi là một cái con người mà bảo được là tôi có phải tôi phải thắp hương này, tôi phải lập bàn thờ, tôi vẫn chưa có người yêu luôn, lại đi tư vấn tình cảm cho tù đận như kiểu Tomia này, nghe có vẻ như là nó không logic cho lắm một tí nào. Tomia tư vấn tôi như là mình có chuyện tôi đi tư vấn Tomia vớ vẩn. Ông Tomia thì không bao giờ ngại cái gì đâu. Thôi, các bạn chưa bao giờ các bạn thấy được cái điểm bệnh của Tomia thôi, chứ còn Tomia không ngại đâu. Đến khi mà nói được ngay vào câu chuyện là chết ngay thì sao? Các bạn vừa nãy ở trên kênh các bạn hỏi cái vấn đề gì nhạy cảm mà tại sao lại bảo là Tomia bị ngại nhỉ? Thật ra lúc nãy mọi người thấy bạn thở kèn thôi, thấy tôi không dám nhìn vào bạn thôi. Chứ còn đấy giờ thì cũng chả biết gì cả. Thực ra thì Tomia cũng ít khi xuất hiện nên chắc anh em cũng không biết tính mình lắm. Thực sự thì tính mình được cái là Tomia bệnh phết đây, được cái là mặt dày lên mông thế thôi, còn lại chả gói gì cả. Còn đừng có mặt dày đâu. Anh em tôi chả không ở đây. Tôi nói thẳng với các bạn là anh em cutter làm gì có ai giữ hình tượng đâu. Đấy các bạn nhìn như tôi này. Tôi biết là ở trong số 20 triệu người đang theo dõi của Live Stream ngày hôm nay thì chắc là cũng phải có 1 triệu chị em mà tôi cũng có ngại gì đâu chia sẻ về những cái vấn đề mà nó rất là kiểu giới tính các thứ ấy. Thì cũng chả có cái giữ hình tượng cái mẹ gì ở đây cả. Gớp. Các chị em mà nghe tôi nói này trên kênh ấy, các chị em nhìn tôi chẳng khác nào một con yêu dâu xanh luôn. Nhưng mà thì làm sao, mình bệnh thì mình phải thể hiện ra chứ, rõ ràng luôn đúng không? Bài này là bài gì? Bài này là top 10 no copyright sao? Thực ra nếu mà bạn nào mà có thấy là mặt mình râm ấy thì mình phải nói thật với các bạn là mình còn đeo kính mà đỡ râm thì nhiều. Đúng rồi. Thế mình bỏ kính dài thôi. Mà quan trọng hơn nữa là mình bị cận. Cho nên là nếu mà mình không đeo kính thì mình thấy gái nào cũng xinh. Cho nên là người ta đường phải đeo kính, chứ không là nhìn thấy em nào cũng gõ hết cả rớt rãi ra thôi. Có bạn bảo là tại sao kiểu Mimosa và Tomia lại sưng với nhau của bạn tôi nghe nó bị xã giao thế. Nó là do cái thói quen từ lúc đầu nó sưng hô tôi thì đây các bạn nhìn thấy hai cái khuôn mặt ngồi cạnh nhau. Nào có ai nghĩ không là Tomia hơn tôi 2 tuổi. Vâng, chính xác là như vậy. Đây tôi một cái con người đang ngồi đây các bạn nhìn đây. Tôi thua Tomia 2 tuổi. Đây cái việc gọi nhau bằng cậu tớ bạn bè nghe đã hơi bị gượng gượng rồi. Nhưng mà bảo là mình như này mà hồi xưa anh em gọi nhau bạn bè nữa rồi mình kiểu dâu ria như thế này. Bảo là quen bảo Tomia, tôi gọi Tomia là anh. Nghe có vẻ hơi bị xài xài thuộc kệ. Gọi nhau từ đầu thì cứ thế mà về sau thôi. Chia sẻ thật thì ở trong studio mình thì cũng có một thanh niên nữa, cũng kém tuổi mình gọi là bạn, đấy là Thủy Lê. Đúng rồi. Đấy thì ngày hôm qua Đức Kính có phát biểu một câu là như thế này, là tại sao Tomia hơn Tú Lê 3 tuổi mà Tú Lê vẫn gọi Tomia là bạn, trong khi Tú Lê hơn Đức Kính có 1 tuổi thôi. Đúng rồi. Mà Tú Lê lại gọi mà Đức Kính lại gọi Tú Lê là anh. Ừ. Đấy thì ý là bây nghe giờ nghe bị vô lý đúng không? Ý là bây giờ Đức Kính đúng là cũng muốn gọi Tomia là bạn luôn. Đúng rồi. Anh Đức. Có bạn bảo tốt. Tôi cạo râu ra đây các bạn thử hình dung này, tôi thử che thử này các bạn xem tôi không có râu trong nhà. Nhưng mà tôi thề là cái bộ râu mà ở trên mặt tôi nó làm tôi trông nam tính rất là nhiều. Chứ còn các bạn bảo tôi vừa mà không để râu nữa, ừ thì công nhận là nó trẻ ra vài tuổi. Nhưng mà tôi không thích người ta nhìn vào mình lại cứ đánh giá là một cái thằng gay một tí nào cả. Tôi thề luôn là tôi mà không để râu thì người ta cứ nghĩ tôi là gay mất, không ổn. Tomia 90, Mimosa 90. Mình đối với chuyên nghiệp anh nhớ các bạn qua giọng nói. Vâng, chào mừng các bạn và ngay lúc này đến với chương trình tâm sự đêm khuya của anh em 23 Creative. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục trò chuyện với giáo sư Mimosa. Khách mời của ngày hôm nay đó chính là Carter Đức Kính. Đức Kính có một vài người hỏi là bây giờ Đức Bí Thư là như nào rồi em? Em không biết à? Hôm đấy câu trả lời của Đức Kính là Đức Kính cũng không biết bây giờ Đức Thư là như nào cả. Này, đấy, anh em cũng đừng hỏi nữa. Vì Đức thôi cũng không biết rồi, bây giờ phải hỏi Thư. Đúng rồi, bây giờ như nào nhỉ? Bây giờ là gọi điện cho Thư. Và Thư lên kênh. Bây giờ thì không điện thoại. Ok, để anh gọi nhá. Với sự góp mặt của một cái chàng trai đang yêu
lên với cả kênh của chúng ta thì ngày hôm nay có lẽ là tại sao chúng ta lại không ngồi để có thể tâm sự ở hai người lớn tuổi. Một người anh như tôi sinh năm 92, Đức Kinh là 94 đúng không? Đức Kinh là sinh năm 94. Dù chỉ cách nhau 2 tuổi thôi, nhưng tôi có thể đánh giá ở đây là chúng ta sự góp mặt của hai thế hệ trên cái lần lên sóng hiện tại. Tôi, một con người có một kinh nghiệm hết sức là kiểu đáng sợ luôn, có rất là nhiều vốn kinh nghiệm từ các kiểu này, gai gú này, tình dục tình diệm. Còn chúng ta ở đây có một người khách mời mà không biết gì về cái cuộc sống cả thì rất là vui. Bài cũng như bảo tắt nhạc đi cả. Ok, tắt nhạc đi, nghe tắt nhạc. À, cho em mượn. Ờ được, cho em mượn, em làm khách mời, em đội mũ đi. Đấy, ok, tắt nhạc rồi. Thì ngày hôm nay chào mừng anh đến với cả chương trình trò chuyện đêm khuya của 23 Creative. Rất vui vẻ khi lần trước chúng ta đã có một cuộc trò chuyện mà anh không được chia sẻ nhiều lắm, thì có thể chia sẻ cho một số các bạn khán thính giả nghe đài biết. Thì ở trong một khoảng thời gian từ cái chương trình trước cho đến cái chương trình này, Đức Kinh gần như đã thành công trong cái quá trình tình yêu của mình rồi. Anh đã tiến hành tỏ tình, nói lời buông lời yêu thương cũng như là những cái lời chó má dành cho đối phương của mình. Thì anh có thể chia sẻ ok, anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi của cách trong đa số chúng ta ở đây, tôi đây cũng như là các bạn, chúng ta đều có một cái niềm đam mê đó là chơi điện tử cũng như là chơi Dota 2. Tuy nhiên rằng chơi Dota không có nghĩa là có người yêu. Với tư cách một con người đang yêu, bạn có thể chia sẻ một chút những cái suy nghĩ của mình dành cho các bạn khán giả về cái lối tư duy cũng như là suy nghĩ của một người đang yêu nó đang như thế nào không? Mọi người đang rất là thắc mắc về cái điều này. Em nói đi, đừng ngại. Anh hỏi gì nhỉ? Anh bảo là em anh hỏi gì nhỉ? Vâng, ở đây chúng ta chia sẻ. Chưa hiểu anh hỏi gì. Từ từ đã, đào. Thì anh đang muốn hỏi là đây là em có thể chia sẻ những cái suy nghĩ của mình, cái trạng thái nó như kiểu là cứng của mình hiện tại. Cái trạng thái của một người đang yêu cho các bạn, những người chưa bao giờ được yêu và không có dịp yêu như anh chẳng hạn, được nghe hay không? Em thấy bình thường không ạ? Bình thường. Thế thì không đúng rồi, em định lừa người ta. Đang yêu mà trạng thái lại bình thường. Thì bình thường thôi, đến giờ thì lên cát, không hết giờ thì đi về. Thế còn những cái lúc mà... Nào, thì bây giờ mày muốn nói thật không hay là muốn các anh kể câu chuyện buổi chiều này ra? Nào, mày có kể không? Nào, kể cái gì? Kể không? Thế bây giờ muốn nói thật hay là muốn các anh nói hộ? Tao khai hết cho các bạn khán giả nghe đấy. Em nào, không? Nào, nói thật mà. Nói thật đúng không? Thế đấy, nói thật đi em. Đấy, vừa nói thật xong rồi mà. Nào, từ từ, bình tĩnh đã. Đấy, thì anh đang muốn chia sẻ thôi. Em có thể là đứng trước tòa, em có thể giữ im lặng hoặc trả lời, đó là quyền của em. Nhưng okay, câu hỏi thì vẫn là câu hỏi của anh. Chỉ ngoài những cái giây phút mà chúng ta làm việc với nhau ở studio này, bỏ qua những cái trạng thái đái ỉa, ăn uống, đánh răng rửa đít ra, thì okay, những cái lúc còn lại em có tương tư về người ấy không? Có. Có nghĩ về người ấy một phát là có thượng lên luôn không? Không. Không. Không thì có gì là yêu? Nó là cái trạng thái, nó là cảm xúc. Không phải. Ok, em nghĩ với ai em phải cứng chứ không kìa. Nghĩ về người khác nhưng mà không cứng. Thế mày là cái giống gì đấy hả mày? Chưa chắc. Thế thì em có cảm giác như thế nào? Có thấy nó hơi phấn khích ở trong lòng không? Giống như là đang chơi một loại chất kích thích gì đấy chẳng hạn. Đột nhiên cái cảm giác ở trong cơ thể nó bị thay đổi một cách 180 độ. Có. Có. Như nào? Thế. Thế nói chuyện với thằng này. Thế anh hỏi là có hay không đúng không? Ừ, thì như nào? Như nào? Như nào? Không biết, khó tả. Ngày xưa đây thì anh có thể kể một cái câu chuyện như thế này. Đấy, anh là đôi khi là anh cảm thấy như là do em đang có cảm xúc ở trong cơ thể nhưng em không thể trình bày được ra, cảm xúc khó nói thành lời. Thì với tư cách một người anh có thể mớm lời nhà cách đây vào cái hồi mà anh còn học cấp 3, anh có yêu một cô bé mà em biết ở cái thời đấy rồi đấy. Và okay, cái hồi mà sinh năm 1992 mà học lớp 10 thì điện thoại di động vẫn chưa nhiều, thời đấy người ta vẫn là dùng 6300 hay là các thứ thôi, cũng chưa thể nào mà những cái phương tiện giao tiếp nó thuận lợi được như giai đoạn hôm nay cả. Nhưng mà ở đấy hồi xưa anh yêu cái cô bé ấy mà thì cả ngày của anh nó chỉ có quan hệ với cả cái điện thoại bàn thôi. Một tháng hết lên tới khoảng 3.500.000 tiền điện thoại bàn chỉ để tâm sự và trò chuyện với người ấy thôi. Thì hồi xưa thì khi mà trong cái quá trình mà nhớ nhung nhau, anh có trò chuyện với cả cô ấy xuyên suốt đêm. Thì cái câu chuyện của bọn anh nó là gì? Nó là nói về tình yêu này, gia đình và những đứa trẻ này, nói về ăn uống, những cái sở thích trong cuộc sống. Nhưng mà từ từ. Thú vui về tình dục. Từ từ đã. Ờ. Lớp 10 mà anh đã nói đến gia đình và những đứa trẻ. Có, rõ ràng là như thế luôn, anh tính rất xa. Anh tảo hôn à?
Thì hồi đấy là anh bảo là sao? Anh bảo hồi nào? Cái câu chuyện mà anh nói về gia đình và những đứa trẻ như nào, tức là anh chia sẻ luôn với cô gái đấy là này, nó loại mày với tao, chị yêu nhau rồi thôi, còn đéo bao giờ có chuyện cưới. Đấy, nó là chia sẻ với gia đình và những đứa trẻ mà, đúng không? Thì đấy, thi thoảng là cũng đôi khi nhắc về những cái câu chuyện nó liên quan đến tình dục chẳng hạn. Và anh có một cái, anh có thể khẳng định với em luôn là khi em yêu một người rồi, khi mà cái dấu hiệu để chứng tỏ là cái tình yêu của hai người nó trở nên gắn kết hơn, đó chính là vấn đề tình dục. Tức là khi hai người có thể trao đổi thẳng thắn với nhau về cái vấn đề tình dục, như là hôm nay em thích tư thế nào đó, hôm nay anh thích anh shop file vào đâu, thì nó sẽ là những kỳ. Có thể chia sẻ một chút về những cái câu chuyện của em và người ấy trong khoảng thời gian gần đây không? Anh muốn hiểu thêm về cái lối suy nghĩ của giới trẻ bây giờ. Nói gì nói, anh không cần em nói cụ thể ra nói gì, mà nói về chủ đề gì thôi. Chủ đề gì? Chủ đề khi mà nói chuyện với cả người ấy chẳng hạn. Chủ đề gì? Để được cái lao không phải ngượng đùa thì thằng này đúng nghĩa là một cái thằng mà vừa phập vừa run luôn đấy, có cái gì đâu. Các bạn có bao giờ thấy có một cái thằng nào nó hèn như cái thằng này không? Quan hệ bằng mồm với cả người yêu nhưng mà vẫn phải giấu. Quan hệ bằng mồm thì mình nói chuyện với nhau nó cũng là quan hệ bằng mồm thôi. Okay. Em kể chuyện nhá. Okay. Nào, thế mày muốn chia sẻ cho các bạn khán giả là mày có nói ra được không? Các bạn khán giả cay lắm rồi đấy. Kìa. À, chủ đề nó trăm ngàn, có cái gì ở trên đời nói được thì nói. Có nói về tình dục không? Có nói về gia đình và những đứa trẻ không? Không. Không thì nói về cái gì? Nói về Dota à? Ừ. Như nào? Kiểu như nào nhỉ? Tức là nó giống nó, nếu như mà cái câu chuyện của một cái đôi yêu nhau nó liên quan đến Dota 2 thì liệu rằng nó có giống những cái câu chuyện mà nó xuồng xã của anh em chúng ta chơi Dota, chẳng nhẽ được bảo một đôi yêu nhau đêm nằm tơ nhau, nghĩ đến nhau, gọi điện cho nhau bảo mẹ hôm nay anh đánh AM ngu như con lợn. Em support ngu như chó. Thế thì không được. Rõ ràng là nó phải có như nào. Hay là Dota và tình dục. Có đúng không? Không. Mà lại có một cái câu chuyện là tối nay anh sẽ hóa thân vào vai Earthshaker. Anh cầm cả cái cột anh nhét vào em. À, đúng chưa? Cãi đi. Cười là như nào? Đức Kinh nó có một cái đặc tính, tức là khi mà tôi nói sự thật, tai nó sẽ bị đỏ các bạn ạ. Thế nên là các bạn chỉ cần nghe về, bạn chỉ cần nhìn thấy tai nó đỏ thôi là chắc chắn là nó đang nghĩ về sự thật đấy rồi. Có đúng là cầm cả cái cột Earthshaker để nhét vào không? Hay như thế nào? Cứ cười thôi. Không phải thì bảo là không phải. Đúng thì bảo đúng. Không phải. Không phải. Thế nói về chuyện gì nào? Không nói. Anh là như nào nhỉ? Còn câu chuyện gì liên quan đến Dota 2 nữa nhỉ? Nó là hay là những câu gì đó? Anh em sẽ như là Enigma. Em black hole một phát là anh sẽ phải chui vào cái lỗ của em ngay. Black hole. Ấy đúng chưa? Nào, chui vào lỗ của anh đi. Đức Kinh. Nào. Em không bị gay. Đùa đấy, thế được. Đây là cái tôi thế thôi, là còn bây giờ anh em mình đổi vai vậy. Nếu mà rõ ràng là anh em mình đang giao lưu với cả các bạn ở trên kênh mà anh cứ hỏi mà em không trả lời như thế này thì em vẫn trả lời nó không nhưng mà mày nhìn các bạn chửi mày rồi thế này, mày trả lời theo kiểu hèn hạ như thế à? Chửi hiểu sao thì em nói gì người ta nói đấy. Em chả có cái gì nói đấy. Thôi bây giờ đổi vai đi, bây giờ anh cho mày làm MC, anh lại là khán giả. Ở đây được chưa? Nào anh em đổi vai. Nào mày bắt chiếc y như đi để ok. Đây rồi. Hôm nay anh lại làm khán giả. Rồi bây giờ cho mày làm MC trong cái chương trình này, hôm nay mày là Lại Văn Sâm đi. Mày làm Lại Văn Sâm, mày làm Long Vũ đi, hôm nay mày hỏi anh vấn đề gì anh cũng trả lời hết luôn. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Ai Là Triệu Phú. Câu số 1. Mình muốn xào gai không? Anh thì có 4 phương án. Không không, có 4 cái kiểu phương án nó không hay. Mày ngu lắm, mày làm chương trình mày làm thế à? Mày phải cho người tham gia chương trình người ta có cơ hội để giải trình về những cái đáp án của người ta. Thì để trả lời cho câu hỏi về của Đức Kính là tôi có bị gay không thì tôi có thể cam đoan để cái giây phút này nó là không. Nhưng mà để giải thích cho cái câu trả lời không của tôi thì là sao? Hồi xưa thì trong một cái giai đoạn mà nói rồi khoảng độ tầm 4 năm trước em ạ, anh cũng đã từng nghĩ anh là gay rồi, anh thề luôn. Mặc dù đôi khi mà anh, tức là sao, anh tự nhìn nhận vào bản thân anh. Nói về hai giới tính ở đây đó là nam và nữ này. Tức là nữ thì mình thích thì anh không nói rồi, anh cũng vẫn thích con gái. Okay. Nhưng mà nó không bị đến một cái mức nó là kiểu mình tôn thờ người ta để như thế này như nọ. Nhưng mà đấy, suy ra cùng mình nhìn ra mà mình có thích đàn ông không với một cái thằng như mình. Nghĩ thử, rõ ràng là không thích. Nhưng mà có một số những cái nguồn thông tin người ta đưa rằng dù không thích đàn ông nhưng mà đôi khi mình vẫn có thể là bi. Thế nên là hồi xưa là anh hay bị băn khoăn liệu anh có phải là bi không. Tức là anh vẫn thích phụ nữ, nhưng mà cho đến một ngày anh gặp một cái người đàn ông mà nó bị kiểu anh nhìn anh thấy thích mắt thì liệu anh có thích người ta không? Và cuối cùng là không. May quá anh không phải gay. Khẳng định luôn đấy. Còn hồi xưa là anh sợ là anh có phải gay không? Được. Mình tự đặt ra câu hỏi ở trong đầu luôn. Ôi chú chết,
kiểu bây giờ mình mà cái tính của mình mà đàn ông với cả phụ nữ nó mà như nhau như này thì có khi mình là gay thật đấy, nhưng mà không phải, cuối cùng là không phải, cực kỳ là yên tâm luôn. Nào tiếp. Câu số 2. Chả biết hỏi cái gì nữa. Mày không biết hỏi câu gì bệnh bệnh à? Mà anh đã cắt bao quy đầu chưa? Hạn này là như thế nào? Anh đã cắt bao quy đầu ấy chưa? Đúng là cắt rồi. Mày lại hỏi là tại sao lại cắt đi, tao đánh mày luôn này. Đấy các bạn thấy không? Rất là đùa. Năm mấy tuổi? năm mấy tuổi là sao? Cắt năm mấy tuổi? Cắt bao quy đầu tuổi cấp 2 rồi. Nhưng mà cái câu này nó không hấp dẫn. Mày phải hỏi những cái câu gì mà. Tức là khi em hỏi một người là em phải tìm ra cái câu hỏi đấy là phải làm như nào để bắt lỗi người ta được. Nó mới hay. Ví dụ mày nhìn là cái câu hỏi của anh hỏi mày có bao giờ là anh không bắt lỗi được mày không? Bây giờ chơi trò đâu, anh hỏi một câu, mày hỏi một câu. Thằng nào cũng phải trả lời hết, chơi không? Chơi. Sao? À chơi gì? Nào các bạn làm chứng cho tôi nhá. Bây giờ tôi và cả Đức Kính đã chơi một trò là mỗi người sẽ hỏi nhau một câu liên tục cho đến khi nào có game. Và ai cũng phải trả lời thật và không được phép trả lời sai. Nào đồng ý chưa? Rồi. Nào anh cho em hỏi trước đấy. Anh hỏi trước đi. Anh cho em hỏi trước em là anh hỏi trước cái gì? Chắc chưa? Chắc. Em đã bao giờ quan hệ chưa? Chưa. Anh được phép hỏi lý do tại sao? Không. Không, không bao giờ có chuyện đấy cả. Giờ khi mà trả lời một câu hỏi là em phải giải thích được ra câu hỏi đấy là tại sao. Không. À có đúng, đúng, không có. Đúng là cái câu hỏi này thì nó không có tại sao thật, nhưng mà nó không thể nào trả lời theo kiểu là có hay không được. Nó không hay, tức là mình phải có hay giải trình về cái câu trả lời của đây mình. Đây là game đúng không? Đúng rồi. Anh hỏi một câu, em trả lời một câu, anh không nói là em phải trả lời như thế nào. Đã trả lời đủ thông tin. Anh hiểu nhưng mà đấy, chính vì cái việc mà em trả lời như này nên là cái câu sau anh cũng có thể trả lời theo kiểu không mà có. Nó không còn tạo ra được cái sự thú vị ở trên kênh nữa. Thì tức là chúng ta thỏa thuận với nhau là cái format của chương trình là như nào. Ví dụ là anh hỏi là em đã mất trinh chưa? Chỉ là ví dụ như ở cái câu hỏi đấy thì em sẽ trả lời là chưa. Và lý do mất trinh là vì là em chưa bao giờ yêu ai cả. Đấy đúng chưa? Nghe là formal hơn rất là nhiều đúng không? Đó. Anh chấp em một câu đấy, anh vẫn hỏi em câu đấy. Bây giờ anh lại cho em hỏi anh. Nào tiếp. Bây giờ đến em đúng không? Ừ, em thích hỏi gì được, anh phải trả lời thật và anh phải giải trình. Ừ. Anh phải chịu trách nhiệm về câu Mimosa trả lời. Mimosa đã bao giờ ăn đồ cúng của các cụ chưa? Mimosa đã ăn đồ cúng của các cụ chưa? Chưa cúng thì ăn rồi. Chưa cúng. Tại sao? Tại sao? Tại vì là hơi đói. Mình hơi đói. Tại sao lại đói? Ăn hộp ánh chô bài các cụ. Nhưng mà mày hỏi tại sao nhiều quá, thế là hỏi được 3 câu rồi đúng không? Ok rồi, được rồi. Các bạn thấy không, cái thằng này nó hỏi như thế này nó chết với tôi rồi. Được, tao lại phải nghĩ ra một cái câu hỏi khác. Nào, tiếp, nghĩ thử. Em đã bao giờ chia tay ai chưa? Chưa. Chia tay theo kiểu là mình có người yêu mà mình chia tay ai ấy. Chưa. Tại sao? Vì mình chưa bao giờ yêu ai. Đã bao giờ có ai thích em chưa? Không biết. Không, thích ở đây tức là mình cũng phải biết là người ta thích mình á. Thì đấy là mình không biết. Tức là chưa. Ừ. Mẹ mày có một cái thằng con người đến cái cuộc đời này rồi chả yêu ai, cũng chả ai yêu, thế là như nào đấy. Thôi được rồi, coi như là anh chấp em một câu, anh cho em hỏi tiếp đấy. Tôi biết là nhạt mà, nhưng mà cái thằng này nó không biết hỏi đâu, tôi thề. Cái câu hỏi bây giờ chỉ có tôi hỏi nó cơ thì nó mới hay, thằng này nó không biết hỏi tôi đâu. Hỏi thư có rõ ràng. Nào, đợi anh cho em hỏi tiếp đấy. Nào ơ kìa, tiếp đi. Hỏi đi, đừng ngại. Hỏi những cái vấn đề đấy, anh có thể ví dụ cho em là hỏi anh mất trinh năm bao nhiêu tuổi này. À, tại sao anh lại mất trinh này? Cái đấy thì anh kể hết thường gì. Ờ thì đấy, anh đang nghĩ ra câu hỏi nào để đấy, em có thể bắt lú được anh. Đấy, em muốn hỏi cái gì cũng được luôn. Nhưng mà nó rất là khó, anh hiểu không? Rồi, em nghĩ đi. Các bạn trên kênh cũng nghĩ ra câu hỏi cho tao rồi đấy này. Đấy, hỏi đi. Rồi, một tuần Mimosa thẩm du mấy lần? Ở cái thời điểm hiện tại của mình thì một tuần mình không thẩm du nữa. Nhưng mà quay trở lại khoảng thời gian thì còn thẩm du thì một tuần mình sẽ có một cái cường độ nó là một tuần sẽ có khoảng 3 ngày. Một ngày thì có 2 phát. Đấy, chính xác là như vậy. Xong chưa? Rồi. Đến anh hỏi tiếp. Em đã bao giờ được chạm vào âm đạo của người phụ nữ chưa? Nghe sai cái... Hỏi câu hỏi, tôi thề luôn này. Cái câu hỏi của anh đã nghĩ ở trong đầu rất là lâu rồi. Nó là mình phải dùng một cái từ nó chuẩn hơn. Anh dùng một cái từ nó rất chuẩn ở đây. Đã bao giờ em được chạm vào âm đạo của người phụ nữ chưa? Chưa. Chứ còn anh thề mà anh được, anh mà mất dạy, anh hỏi là em đã sờ lồn con gái chưa? Không được, đúng không? Đúng không? Có đúng không? Có đúng không? Tao không cần biết. Nào đấy, thì cái câu trả lời của em là chưa đúng không? Ừ. Ok, anh không cần em giải trình thêm về cái vấn đề này. Rồi. Để em hỏi tiếp đi.
đến hàng chục cái không? Không biết rồi, hỏi tiếp đi. Ra này khó nhở, chẳng biết hỏi Mimosa câu gì. Thôi, tại vì không. Mimosa kể hết rồi, cái gì Mimosa cũng kể. Nhưng mà đây là rồi. em đang hình dung là anh có kể cho em thôi. Còn các bạn cũng muốn nghe cơ mà, đúng không? Các bạn chưa biết cơ mà. Em phải tìm một cái câu nhưng hỏi mà... nó bắt lỗi thực sự. Nhưng mà nó khó mà. Nào nói tiếp đi ạ kìa. Thôi không hỏi đâu, cho anh hỏi đấy. Ồ, không, nhưng mà em phải trả lời cơ. Thì em trả lời. Thôi được rồi, thế bây giờ ok, quay trở lại, mày lại đội mũ vào. Bây giờ mày lại làm khán giả, tao lại bỏ mũ ra, được rồi. Quay trở lại với cả Musa đã bao giờ sở chim ông khác chưa? Tôi lại cam đoan với các bạn là rồi luôn. Nó lại là nhiều. Ok, bây giờ quay lại vào vấn đề anh em khoác tay nhau tí cho tình cảm thì đấy, nó đúng vẫn theo một cái câu chuyện đấy nó là sao? Em thì là đang là một cái chàng trai tuổi mới lớn, đang có tình cảm với cả một cô gái tiền mãn kinh. Tiền mãn kinh. Rõ ra là như thế. Chàng trai biết tuổi. Biết tiền mãn kinh là bao nhiêu tuổi không? Không phải là bao nhiêu tuổi mà quan trọng là nghe nó vần. Chàng trai mới lớn yêu cô gái tiền mãn kinh nghe nó rất là ok thì từ là nào? Quay trở lại với câu hỏi thì sao, với những cái dữ liệu vừa nãy mà anh đã thăm dò được từ em thì chính xác có vẻ như là em vẫn đang là một đồng tử, chưa bao giờ có dịp được có thể gọi là ăn đàn bà 7 món. Chính xác là chưa bao giờ được ăn đàn bà 7 món thì em có thể chia sẻ chưa có game đâu, em không thoát được đâu. Thì em giả sử bây giờ nếu như mà anh là người ban phát ân huệ cho em làm chuyện ấy thì liệu rằng em mong chờ gì từ một cái âm đạo của phụ nữ? Em có hình dung mường tượng gì về nó không? Không. Em nghĩ nó chỉ đơn giản là không màu không mùi không vị. Không màu không mùi không vị thật. Thì tất nhiên là không biết. Không biết. Có cái chuyện nó rất là bình thường mà. Thì anh có thể chia sẻ luôn là đây nó không phải là một cái nơi mà chúng ta có thể vừa bạn tấn công. Em hình dung là có gì ở đấy làm. Em thử nghĩ ra. Em ơi. Anh có thể đưa ra cho em những cái giá trị trước mắt nhá. Là ở trong cái khu vực đó là anh nghĩ là có nước. Nó okay. Như là nó, nếu như mà hình dung ở đây chúng ta có thể hình dung nó như một cái hang ấy. Nó là một cái hang. Trong hang thì phải có gì? Trong hang thường nó rất là tối. Agree, điểm 1 đúng không? Trong 2 thì với cả cái kết cấu của trái đất này thì cũng sẽ có nước. 2. Và hang thì không phải là hang nào cũng giống nhau. Có những cái hang nó như kiểu là hang nó có rất là nhiều nước, nhưng có những cái hang nó như kiểu là cách thủy ấy. Nó không có nước thì nó đúng nghĩa nó gọi là hang khô. Thì ok, đấy là hai những cái giá trị đầu tiên này. Cái thứ ba là ở trong hang thì cái đường đi của nó không được bằng phẳng. Nó lúc nào nó cũng phải có những cái đường nó hơi nó phải gập ghềnh các thứ. Thì anh có thể kể đến là ba cái điểm giống mà anh thấy rồi. Thường thì ở trong hang thì em có thể thấy là có một số những cái hang nhá. Cái hang mà ở biển chẳng hạn. Cái hang ở biển thì đơn thuần nó chỉ là một cái hang thôi. Nhưng đa phần theo như là một cái tài liệu mà anh được tham khảo ở trên Discovery ấy, thì 90% cái số hang ở trên thế giới này thì tồn tại trong rừng. Nên là thường thì em vào hang sẽ phải qua một cái cánh rừng. Tất nhiên là mình không kể đến cái trường hợp là có những cái khu rừng, có những cái hang mà bị bàn tay của con người người ta tàn phá vào rồi. Người ta sử dụng tất cả những cái công nghệ và máy móc. Ở thời điểm hiện tại người ta phá rừng, người ta đốn rừng, người ta cắt cây hay là như thế nào nữa. Nhưng nhìn chung đã là hang thì phải có rừng. Đó là bốn cái điểm mà anh nhìn thấy và ok. Tạm tha cho em cho cái game đấu này nhá. Cắt xong anh lại hỏi tiếp ấy, và chúng ta sẽ đến với chúng ta sẽ đến với Art Final và Virtus Pro trong khuôn khổ